Cabin. Cái đấy của anh ấy, em quay. Ừ, thoải mái. Em được. Dạ. Nhờ giờ một thằng rơi cao cao này thì làm sao cũng biết nó vào được. 34 1 5 ơi. Ừ. Đi sửa mấy con hỏi. Đi thế này. Bên này, bên này. Bên đấy là cái rồ hồi. Đấy không? Khoan mới cỡ ấy. Khoan mới Dũng. Hùng nó mà Hùng, Khoan mới Dũng. Hùng nó đi xúc. Cắt bên đít đâu rồi. Khoan mới Dũng. Dũng mới Khoan, lắp kêu. Cãi nhỉ. Khoan mới Dũng lắp còn đi tìm sim phớt lắp. Thay thiêu cần ngang gì nhỉ? Bục thiêu thay thiêu rồi. Làm cái gì mà dung máy? Cô kéo kia ra làm cái nó. Có gì đâu mà đồ đạc. Mỗi canh toàn.